Hello mọi người, lại gặp mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đầu tiên là đã xem video và ủng hộ bên mình nhé. Nên mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách cắm một bông hoa sen trên lọ. Cắm một bông hoa sen trên lọ thì mọi người cần chuẩn bị cho mình là lọ hoa nghịch bế thì mọi người cắm một bông. Cái này nó hơi bị sức, mọi người thông cảm nhé. Vì con mình cũng hay nghịch ấy, nó vỡ là chuyện bình thường. Nó còn cái lọ là may mắn lắm rồi. Thì mọi người chuẩn bị cho mình cái lọ hoa nhỏ như thế này. Chỉ cần lọ hoa nhỏ thôi là được, và một bông hoa sen. Nếu mà có hoa sen thì càng tốt, còn không là mọi người chuẩn bị cho mình một cây cỏ dây hoặc là một cây trầu bà dây, một loại dây hoặc là dây dầu. Mọi người có loại cây dây gì thì mọi người cắm loại dây ý. Đối với cái nụ hoa sen này thì nó không nở đâu, để nó nở thì mọi người cứ đẩy nó ra nhé, dùng tay khẽ đẩy nó ra. Đây nó đang nở đây ạ, mình làm cho nó nở mọi người. Còn để nó tự nở thì thường nó sẽ ở ruộng, nó nở khi mà nó sắp tàn. Mà sắp tàn thì cắm nó sẽ không được lâu, nên là sẽ làm nó nở nó được lâu mọi người nhá. Đó. Cánh nào nó xấu mà nó bọc đi cũng được. Cái này mọi người nên lấy những bông nào nó là bông hoa sen thì cái độ rộng của bông hoa nó nhiều. Nên là bông này là nó chỉ để gấp cánh thôi. Nhưng mà đây thì mình tiện thì mình làm luôn video cho mọi người xem thì nó sẽ nở như thế này nhá. Đấy, khi mọi người làm nở thì bối ra như thế này nó sẽ nở. Mọi người làm rộng bông hoa sen. Cứ bối mã nó phát ra. Mọi người làm nở bông hoa sen. Có bút hoa sen mọi người cắm bút hoa sen, còn không thì mọi người có thể chọn một cái loại tương tự như thế này, như là cây bon khoai mà cho lợn ấy, nó cũng có cái bút gần như thế này thì mọi người có thể cắm, hoặc là những cái đồ tương tự như thế, những cái bút hoa như này thì mọi người cũng có thể cắm nhé. Còn những loại này là loại lá to hoặc là lá cây lá kèn hoa hệ dại là có. Kiếm cho mình một cây cỏ dây hoặc là mọi người kiếm cây trầu bà cũng được. Đây mình sẽ cắm cây trầu bà chế bó xem. Sau khi cắm lọ hoa một bông nó sẽ được như thế này. Bông đó. Bên kia cho mọi người xem nhé. Đây, sau khi cắm một bông hoa thì sẽ được một lọ hoa như thế này, là một bông mọi người nhé. Một bông thì cái kiểu dáng của nó là sẽ là đơn giản nhé, nó sẽ không được diêm rúa như các cái lọ hoa nhiều bông. Nên là cắm lọ hoa nhỏ thì chúng ta cắm kiểu dáng như thế này thì được cái là nó tiết kiệm về kinh tế, và thứ hai là phù hợp. Nếu mà mọi người cắm những nơi nào mà không gian nó nhỏ, hoặc là những người nào yêu kiểu cách đơn giản thôi, cắm nhanh gọn tiện. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Nếu các bạn thấy quan tâm theo dõi về cái cách làm đẹp hoặc trang trí nhà, hoặc là cách cắm hoa, hoặc là mua cây giống hoa thì liên hệ bên mình nhé. Đây, mình có app số nữa sao nhỉ.